Hello mọi người, lại là Thanh đây. Thật ra Thanh bấm máy quay cái clip này rồi thì Thanh đang suy nghĩ là cái sản phẩm này Thanh từng làm clip chưa ta? Sao cứ 50 50 ấy, là 50 nhớ là làm rồi, 50 nhớ là chưa có làm. Nên thôi thì làm luôn để mà mình kiểm tra lại, nếu mà chưa có làm thì mình sẽ up lên cho mọi người xem ha. Thì mọi người hay hỏi Thanh là cái vấn đề mà khô tay á, mọi người bị rất là nhiều luôn, khô tay hoặc vùng da tay á mà bị khô rồi á, thì bên Thanh có kem dưỡng da tay không? Thì Thanh bên nhà Thanh thì không có riêng biệt kem dưỡng da tay, nhưng mà bên nhà Thanh có cái này nè mọi người, đó là kem vitamin E của Red Green cùng với lại tinh dầu hoa anh thảo. Thì cái lọ Thanh đang cầm trên tay là cái lọ 300 gram á mọi người. Nói sao ta, thì cái lọ này là một cái lọ kem dưỡng ẩm, đặc biệt là dưỡng vô tay á mọi người. Mùa đông rồi hay là mùa hanh khô rồi á thì cái tay á rất dễ bị khô, hai cái khóe nè, cái ở bên nè nó sẽ bị khô, tay cũng bị khô, bị nhám đi rất là nhiều á. Thì mình dùng cái kem này á thì ngay cả Thanh dùng, bạn bè Thanh dùng và khách hàng của Thanh nó đều nói là cái kem này rất có hiệu nghiệm luôn. Mình có thể dùng như là cái lotion dưỡng da ở những cái ở tay ở chân luôn mọi người. Thoa đó thì mình thoa vừa phải thôi, mình đừng có thoa dày quá thì nó sẽ tất cả những kem dưỡng ẩm thì này, không có siêu nha mọi người. Cái loại sản phẩm này đặc biệt là không siêu. Cái mùi thì rất là dễ thương, cái mùi tinh dầu hoa anh thảo ấy, mọi người nó thơm rất là nhẹ luôn, nhưng mà kiểu như là khi một thoa lên tay một hồi rồi á thì nó sẽ kiểu nó tan mất à, chứ nó cũng không có để lại mùi lên. Các bạn mà như giống Thanh đi thì Thanh bị dị ứng mùi á, thì Thanh rất thích cái này tại kiểu một hồi nó sẽ bay đi hết, còn nếu không bay đi hết nó cũng có cái mùi rất là nhẹ chứ nó không có bị nồng giống như một cái số loại kem dưỡng. Thì cái này nè mình thoa đó, ủa, thấm nhanh luôn đó mọi người, không thấy miếng bóng nào luôn nha. À thôi xấu, cho mọi người thông cảm, tay Thanh nó gân hơi nhiều. Thì thoa là thấm liền, chưa kịp thoa nhiều nữa, chưa kịp dỗ nữa thì đã thấm vô da rồi. Nhưng mà trên da thì nó vẫn còn hơi rít một chút xíu, thì mình tầm 10 phút sau là nó sẽ hết luôn đó mọi người. Thì sử dụng cái này rất là thích, đặc biệt là nó thấm vô nhanh như vậy á, khi mình sử dụng mình thoa vô tay á thì thấm vô tay rất là nhanh luôn, sau đó mình có thể làm được nhiều thứ. Thanh nói với mọi người là 10 phút sau là có nghĩa là nó hoàn toàn như là không có thoa trên da đó, còn như bây giờ Thanh là khô, nó kiểu nó thấm hết hoàn toàn vô tay rồi đó. Mình cứ mình sờ mình sẽ thấy nó khác cái này một chút xíu, là kiểu da này của mình nó đang bị khô, nó bị nhám, còn cái này nó đã dưỡng rồi đó, thì nó mướt hơn, nó mịn hơn, nó sẽ rít hơn một xíu rồi siêu. Thì các bạn nào mà chưa sử dụng thử thì Thanh nói là mọi người nên thử đi, thử cái này đi mọi người, không có bao nhiêu đâu, có 100 mấy một lọ thôi, to đùng luôn, to dã man luôn đó mọi người. Tại vì thật ra là cái tay của Thanh nó quá to nên Thanh cầm cái hộp kem nó gọn trên tay, mọi người tưởng hộp kem nó nhỏ thôi, chứ mà các bạn mà tay nhỏ tay vừa đi là sẽ biết cái hộp kem nó rất là to, 300 gram. Thường thì bạn của Thanh đó mọi người biết không, Thanh kể mọi người nghe là bạn của Thanh mà để tay, các bạn nữ của Thanh á, nó để tay lên thai Thanh á, hai Thanh lúc nào cũng sẽ dư ra một lóng như thế này. Cái lâu lâu Thanh hay cầm cái này, cầm cái kia, Thanh chụp hình khoe cho bạn Thanh, các bạn Thanh hỏi mày lại chụp hình khoe tay to nữa à. Thì nói chung là cái này là ngon, bổ rẻ mọi người nha. Mà đặc biệt nữa là các bạn nào mà muốn mua cho mẹ mình xài á, thường là Thanh thấy là các dì các cô, nhất là ở miền Bắc á, cái mùa đông về á, là rất là khô tay luôn. Cái này khô tay, khô chân, khô da mình đều sức được hết mọi người nha, thì rất là hay bị khô tay luôn, thì nên mua cho mẹ một lọ này. Trời ơi, mẹ xài xong là thích liền, cực kỳ thích luôn, mà cũng không sợ bị mẹ la là mua nhiều tốn kém, mua đồ mắc tiền, yên tâm, hàng ngon giá rẻ Thanh giới thiệu cho mọi người nha, mà đặc biệt là của Úc nữa nha mọi người, không phải là của đâu đâu nha, nhà Thanh chỉ có bán hàng Úc thôi. Thì cái này cũng là của Úc, khi mà mở nắp rồi á thì mình sử dụng trong vòng 24 tháng của mọi người, đây nè, tận 24 tháng sau khi bỏ mắt rồi mở nắp lên tha hồ xài luôn. Make in Australia phía sau nha, mùi thơm dễ chịu. Nhưng mà khi nhận hàng á, nè cái lọ của nó này, nó có in luôn cái chữ Red Queen á, in nổi trên cái hộp luôn đó mọi người, in trên cái thân hộp luôn đó, chứ không phải là nó in chữ vô đâu, mà là nó đây
cái hộp nó nằm nó in nổi lên cái hộp luôn, là cái hộp nó kiểu red green luôn. Chứ đừng mọi người đừng hỏi Thanh là siêu đâu hay là tem đâu nha, không có đâu. Giống như hồi nãy Thanh mở cho mọi người xem, mở ra thôi vậy thôi. Nhưng mà yên tâm mọi người, khi mà hàng của mọi người gửi tới là Thanh không bao giờ gửi cái hàng mà Thanh ngồi gửi chơi ra đâu nha, là hàng mới hoàn toàn. Tới khi mọi người mở nhận, mọi người mở ra nó mới là từ 24 tháng từ lúc đó nha. Bye mọi người, cần gì thì có thể mà nhắn tin cho Thanh nha, tốt nhất là nhắn Zalo cho Thanh đi, chứ mà gọi cho Thanh nó nhiều lúc á Thanh bận quá không có nghe điện thoại được, hoặc là nhiều lúc người này đang gọi nói chuyện người này người khác lại không có thể gọi được, nên cứ nhắn tin Zalo cho Thanh, Thanh sẽ trả lời mọi người sớm nhất. Còn nếu mà ai thấy mà nhắn tin mà sau hôm qua nhắn rồi hôm nay vẫn chưa trả lời thì mọi người có thể nhắn thêm một tin nữa cho Thanh, tại vì tin nhắn nó bị trôi đó mọi người. Cái Zalo của Thanh đó, hôm nào Thanh chụp hình khoe cho mọi người nha, nó trôi rất là nhanh luôn, nhắn tin tích một cái trôi xuống, tích một cái trôi xuống, nên cái tin nhắn của Thanh nó bị trôi rất nhiều, nhiều khi trôi trôi quá cái lại lỡ mất tiêu tin nhắn chưa kịp nhìn thấy luôn, nên rất là thành thật xin lỗi mọi người đừng giận Thanh nha. Ai mà nhắn tin cho Thanh mà thấy là qua ngày rồi mà chưa thấy con nhỏ này nó trả lời á, nhắn lại giùm Thanh liền, nhắn như thôi đâu cái giận liền kêu Thanh, Thành trả lời mọi người nha. Bye bye mọi người.